You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful. Hello em. Có lẽ là bạn bè và ngay cả chính bản thân em cùng thấy rất bất ngờ với quyết định kết hôn sớm này. Nhưng anh đã là người khiến cho em tin là chúng ta thực sự có duyên phận với nhau. Nói về ấn tượng đầu tiên của em về anh, đó là một người cực kỳ trí thức. Nhưng khoảng thời gian vừa qua là cho em thấy một hình tượng hoàn toàn khác. Em nghĩ là con người trong cuộc đời thì đều có thể có những sai lầm nhất định. Nhưng mà em mong đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ của em, và là khoản đầu tư có lời về tự do và tuổi trẻ. Điều em kỳ vọng nhất ở người chồng tương lai của mình đó là sự bao dung đối với những lúc sai lầm của em. Và em mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều lần kỷ niệm 10 năm ngày cưới với nhau và nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Em yêu anh. With the weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you. Like Huy em, cô gái của anh. Anh biết là thời gian chúng mình quen nhau tuy là ngắn, nhưng mà cũng đủ để anh đưa ra một quyết định để yêu em và bên em suốt đời. Anh yêu em. Cô giáo của anh. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. You're all I need. Oh, you're all I need. Oh, oh, You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well, and my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. Oh, you'd be all I need. You are the icing on my cake. You are the smile I can't replace. You are, you are. Họ nhà gái thì qua quá trình hai con chúng tôi cầm viên và chỉ bảo tìm hiểu yêu đương và tình cảm của hai cháu đã đến hồi là thẩm tình dựa theo nguyện vọng của hai cháu, thì hai cháu muốn là tiến tới hôn nhân để sống cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, và được sự đồng ý của gia đình họ nhà gái
thì hôm nay họ gia đình nhà trai chúng tôi là đến đây để xin hỏi cháu Huyền làm vợ của cháu Bảo.